Rồi, chúng ta đến với phần 4 là bài tập số 4 đó, liên quan đến 600 câu viết lại trong tiếng Anh của chúng ta đó các bạn nhé. 30 câu đầu tiên thầy đã làm xong cho các bạn rồi. Bây giờ là bắt đầu từ câu 31 là cái phần 4. Rồi, cái phần 4 câu đầu tiên đó, chúng ta gặp ý tố ngữ pháp nào? Đây, các bạn nhìn nhé. Anh ta rất là hối tiếc. Anh ta rất là tiếc rằng anh ta đã không gặp được Andrei trong cái chuyến đi của cô ấy, đến London. Có nghĩa là cô ta đến London mà anh này á, anh không được gặp, cho nên anh cảm thấy rất là tiếc. Rồi, vậy thì chúng ta biến đổi thành cái từ này là tiếc này. Anh ta vô cùng tiếc hay là rất tiếc? Đó, anh ta rất là tiếc, tiếc cái gì? Nhớ sau cái này phải cộng một động từ, thầy in cho thầy. Đó, đây. Thầy in ra cho các bạn luôn, thầy viết thầy in ra luôn đây. Anh ta rất là tiếc đúng không? Rồi, động từ thầy in các bạn nhìn đây nha. Đây là động từ thầy in rồi. Nhưng khi có phủ định, chúng ta phải thêm not ở trước. Đó. Anh ta rất là tiếc vì đã không được gặp Andre trên chuyến đi của ta đến London. Đó, nhớ cấu trúc regret cộng với động từ thầy in thầy in. Đó các bạn nha. Mà phủ định là phải có not vào. Rồi, đó là câu thứ nhất. Đến câu số 2, chúng ta nhìn thấy cấu trúc gì? Đây là một cấu trúc rất đặc biệt trong tiếng Anh, dạng bị động đặc biệt này. Đó, dạng bị động đặc biệt là các bạn học chương trình lớp 11, lớp 12 thầy giảng rất nhiều rồi. Các bạn vô trong danh sách phát học lớp 12 á, lớp 11 á, các bạn xem tất cả các video liên quan đến các unit, các bài học á, thì có hết, thầy nói rất kỹ. Thì trong bài viết lại này, các bạn nhìn thấy nha, người ta nghĩ rằng cả cái cụm này á, là các bạn nên hiểu là người ta nghĩ rằng. Đó các bạn nha. Mặc dù không có chữ người ta ở đâu, nhưng chúng ta vẫn cho là người ta. Đó là tiếng Anh hay là như vậy các bạn. Người ta nghĩ rằng tai nạn là được gây ra, bị gây ra, được gây ra, bị động. Bị động, các bạn thấy chưa? Được gây ra bởi lỗi của con người. Rồi, vậy thì từ chỗ này chúng ta biến cái này về này. Tai nạn, cái vụ tai nạn đó như thế nào? Đây, có động từ to be rồi. Thì chúng ta, thầy viết xong là thầy giải thích nha. Thầy hướng dẫn các bạn xong đó là thầy giải thích luôn. Thầy giải thích những câu nào mà khó thì thầy sẽ dừng lại thời gian kỹ cho các bạn. Đây, vụ tai nạn đó được cho là bị gây ra bởi lỗi của con người. Thế thì các bạn sẽ không hiểu vì sao nó có những cái chữ này nè. Đó, vì sao nó như thế này nè. Đó mới là cái vấn đề thầy giảng cho các bạn. Và chúng ta học như vậy. Còn nếu các bạn nhìn trên các trang mạng, các bạn chỉ nhìn thấy đáp án thôi, nhưng các bạn không hiểu vì sao, đúng không nào? Đây, vậy thì thầy giải thích cho các bạn nha. Đây là trường hợp đặc biệt của cái bị động hai cái chủ ngữ này các bạn nha. Trường hợp một này là chủ ngữ thứ nhất. Thầy tạm gọi là chủ ngữ một là thì hiện tại, viết ở hiện tại nha, hiện tại đơn đó. Trường hợp thứ nhất, chủ ngữ 1 viết ở hiện tại đơn, thì sang chủ ngữ 2, động ngữ 2, động từ 2, có nghĩa là động từ ở cột đi với chủ ngữ thứ hai á, là động từ thứ hai đây này, thì nó phải viết ở gì? Ở hiện tại hoàn thành. Đó, các bạn nhớ cho thầy nha. Đây là trường hợp thứ nhất. Nói tóm lại là bên này là chủ ngữ 2 này, cộng động từ 2 này. Cái mệnh đề này phải viết ở hiện tại hoàn thành cho thầy. Còn chủ ngữ 1 nó là hiện tại đơn thì sang chủ ngữ thứ hai, động từ thứ hai này phải viết ở hiện tại hoàn thành. Còn chủ ngữ 1, động từ 1 là chắc chắn hiện tại đơn rồi đúng không? Đó, động từ 1 luôn. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai này. Trường hợp thứ hai là chủ ngữ 1 và động từ 1 viết ở gì? Viết ở quá khứ. Đó, thì sang bên này chủ ngữ 2 cộng động từ 2 thì viết ở gì? Ở quá khứ hoàn thành. Hai trường hợp này là hai trường hợp phổ biến nhất trong cái dạng câu bị động đặc biệt này. Các bạn nhớ cho thầy nha. Đó, phổ biến nhất. Ngoài ra nó có nhiều cái trường hợp khác, nhưng thầy không có giảng ra ở đây, nó không có nhiều thời gian. Vậy thì các bạn nhìn đây. Chủ ngữ 1 này. Các bạn thấy chủ ngữ 1 chưa? Động từ thứ nhất này. Chủ ngữ 1. Động từ 1 viết ở thì gì đây? Thì hiện tại đơn, đúng không? Đấy, bị động hiện tại đơn này. Bị động hiện tại đơn. Thì sang bên này phải là hiện tại hoàn thành. Đây là gì của hiện tại hoàn thành? Cái này là bị động của hiện tại hoàn thành, đúng không nào? Hiện tại hoàn thành này, có bị động này pin vào ra hiện tại hoàn thành.
Đó, vì sao nó ra những cái cụm này? Là nó có cái nguyên lý của dạng bị động đặc biệt là như vậy. Ok, đó là câu số 2. Câu số 3. Đây. Bạn sẽ đến thăm cái đền. Đền gì nè các bạn? Đền này là ở Ấn Độ nè các bạn nè. Cái đền Taj Mahal. Khi bạn đi đến Ấn Độ, anh ta hỏi, hỏi ai? Hỏi Elizabeth. Anh ta hỏi Elizabeth, bạn sẽ đến thăm cái đền này khi bạn đến Ấn Độ đúng không? Đây là câu gián tiếp. Các bạn nhớ cho thầy dạng câu gián tiếp, thầy cũng đã dạng rất kỹ trong ngữ pháp tiếng Anh phổ thông của thầy. Bạn vô trong danh sách pháp bạn tìm thấy hết. Anh ta hỏi, đây. Anh ta hỏi Elizabeth liệu rằng cái chữ if này lúc này là liệu rằng cô ấy sẽ đi thăm đền Taj Mahal này khi cô ta đi đến Ấn Độ. Đây. Chỗ này các bạn để ý đây, có nhiều yếu tố ngữ pháp thầy muốn nói nhanh cho các bạn, bởi vì nếu giảng lại thì rất là lâu. Các bạn muốn tìm hiểu chi tiết thì vô câu gián tiếp của thầy có hết trong đó các bạn nha. Đây là câu trực tiếp will. Will này á thì biến thành câu gián tiếp thì liệu rằng đó, bạn sẽ cái gì đó thì liệu rằng bạn đi được không? Ta phải đưa if vô để chúng ta biến thành câu gián tiếp. Lùi thì. Các bạn thấy đây là thiệu gì? Will. Will này lùi về quá khứ là thành would. Would. Được chưa? Đó. Would. You này ngầm ý là hỏi bạn, là hỏi cái cô Elizabeth này, thì lúc này biến thành she. Bạn thấy chưa? Đó. She would. Nè. Rồi bị gì rồi? Rồi. When. You này nè. You này tiếp tục đổi ngôi nè. Thành she nè. Rồi, lùi thì hiện tại đơn, lùi về thành quá khứ đơn. Các bạn thấy chưa? Riêng dáng câu gián tiếp, vì sao lùi thì, vì sao đổi ngôi, thầy nói rất kỹ trong từ câu trực tiếp trong câu gián tiếp rồi. Các bạn tham khảo thêm trong đó ha. Rồi, đó là câu số 3. Rồi đến lượt câu số 4. Tiếp tục là câu gián tiếp, câu trực tiếp. Tôi nghĩ rằng là bạn nên thử cái món gì đây các bạn? Cái món meringue này là món gà sốt và rượu các bạn. Chicken meringue này. Đây là món gà sốt, cà và rượu á, người ta dùng các cái thành phần đó người ta tạo nên món gà này. Tôi nghĩ rằng bạn nên sốt cái món, bạn nên thử ăn cái món này. Cái vị bồi bàn nam đó đề nghị nói đó, có nghĩa là vị bồi bàn nói là nên ăn cái món đó. Thì sao? Mình viết lại câu giao tiếp là cái vị bồi bàn đó đề nghị, recommended, đề nghị này, được nha. Đó, chúng ta đã viết thì quá khứ. Rồi, đây, câu 4 này. Vị bồi bàn nam đó đề nghị chúng tôi thử recommend someone to do something. Hoặc là recommend that. Cộng một cái mệnh đề. Mệnh đề là có cả chủ ngữ và động từ đàng hoàng các bạn nha. Đó. Cái vị bồi bàn nam đề gợi ý, từ gợi ý chứ đề nghị thì hơi nặng, mà gợi ý chúng tôi là thử cái gì? Thử cái món này. Đây. Ok chưa? Đó, thầy chấm 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 này thì các bạn biết rồi. Đó là cái món này nè các bạn. Đó, ok. Đó. Còn không, nếu chúng ta không viết cái này, chúng ta không muốn viết cái này thì ta viết cái này. The waiter recommended that we should try, rồi try gì đây, chicken meringue này, ok chưa? Đó là cái cách chúng ta viết hai kiểu này đều được hết các bạn nha, cái này hoặc cái này được hết. Ok, đó là câu số 4. Câu số 5. Đây là cái bánh ngon nhất, the này, so sánh nhất này. Đây là cái bánh ngon nhất tôi đã từng được ăn qua, được nếm qua. Ok, hiện tại hoàn thành. Đây là cái bánh ngon nhất tôi đã từng nếm qua. Thì nhớ thử qua. Thì tôi đã từng thử một cái bánh ngon như vậy. Các bạn nhớ search. Search. Nếu mà sau này là phía sau nó là danh từ số ít thì phải là hoặc là and, tùy vào nguyên âm hay phổ âm nha. Còn nếu là danh từ số nhiều thì bỏ đây. Ok. Tôi đã từng nếm thử một cái bánh mới ngon như vậy.
Chắc nhớ cái search này các bạn nhé, người ta hay rất hay hỏi cái kiểu này, rất hay đề nghị chúng ta viết lại lại những dạng kiểu như này. Số 6. Chỉ sau khi gì các bạn? Đây, các bạn nhìn đây nhá, câu 6 này cũng hơi khó, thầy dừng lại hơn một xíu tí cho các bạn. Chỉ sau khi giải quyết một vấn đề, đúng là sau khi giải quyết một vấn đề, tôi phải đối mặt với một vấn đề khác. Rồi các bạn nhìn thấy cái chữ này chưa? Quen thuộc chữ này không? Scarcely. Scarcely này là đảo ngữ đó các bạn. Chỉ vừa mới hay là chắc chắn là không gì đó, vân vân. Chỉ vừa mới. Đó, chỉ vừa mới thôi các bạn nha, chỉ vừa mới này. Vậy thì chỉ vừa mới đây là ta đảo ngữ. Vậy thì thầy viết, thầy giải thích cho các bạn, thầy giải ra cho các bạn rồi, thầy chứng minh cho các bạn luôn. Đây. Tôi chỉ vừa mới giải quyết một vấn đề thì tôi lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Vấn đề khác này. Chỉ sau khi giải quyết một vấn đề thì tôi lại đối diện với một vấn đề khác. Rồi các bạn nhìn cấu trúc cho thầy nè, thầy viết cho các bạn cái cấu trúc đảo ngữ rất là hay nè. Đảo ngữ với scarcely này nha các bạn, scarcely nè. Đây, cái đảo ngữ của chúng ta đây. Rồi, cái đảo ngữ này á, cái chữ này là một nè, hoặc là hardly là hai nè. Hoặc chỉ cần hai chữ này thôi là phổ biến nhất. Cấu trúc của nó này, công thức của nó là had. Đó, had. Cộng với chủ ngữ thứ nhất, cộng với động từ cột 3 hoặc là ed nếu là động từ có quy tắc. Cộng với when, luôn luôn là when. Nhớ cho thầy đừng bao giờ quên công thức này với chữ when này. Và sau cái chữ when này là một mệnh đề với chủ ngữ 2. Cộng động từ 2, cột 2 nhé, v ở cột 2 đó, hoặc là ved. À, ved đi, không cần, à, đúng là cột 2 hoặc ed. Nếu là bắt quy tắc là cột thứ 2, còn có quy tắc là thêm ed. Đây là công thức thức đảo ngữ với scarcely. Công thức đảo ngữ với scarcely hoặc là hardly. Các bạn nhìn đây, scarcely, hard. Chủ ngữ 1, ai chủ ngữ 1? Động từ 1 là viết ở cột số 3 hoặc là ed. Cột 3 hoặc là ed. ED, các bạn thấy ED chưa? Bởi vì nó là có quy tắc. Rồi sau đó là bổ sung sau, những cái bộ ngữ sau. Chủ ngữ 2, sau trước chủ ngữ 2 phải là when. When đâu? Đây, các bạn thấy when chưa? Rồi chủ ngữ 2 đây. Động từ 2 ở quá khứ. Có phải quá khứ chưa? Các bạn thấy chưa? Nó hoàn toàn phù hợp với cấu trúc chúng ta học. Rất là khó đúng không các bạn? Nếu chúng ta quên cấu trúc thì chúng ta đây cũng là một dịp chúng ta nhớ lại nha. Ok, câu số 6 là như vậy. Bây giờ đến lượt câu số 7. Không có sự giúp đỡ của anh ấy, tất cả chúng tôi sẽ, sao các bạn? Sẽ gặp rắc rối hơn. Đó, tồi tệ vấn đề hơn đó. Vấn đề hơn đó. Tiếp tục là đảo ngữ nữa. Các bạn thấy chưa? Tiếp tục là một đảo ngữ nữa. Đảo ngữ loại 3. Đây là dạng đảo ngữ đặc biệt. À, của mệnh đề if loại 3 đó các bạn. Đây là dạng đảo ngữ của mệnh đề if loại 3. Bây giờ thầy giải cho các bạn có nhiều cách viết. Nhưng trong trường hợp này nếu had đứng đầu là đảo ngữ thì chúng ta viết như thế này. Had it not been. Đây, cấu trúc nó này. Nếu không có sự giúp đỡ của anh ta thì tất cả chúng ta sẽ gặp phiền phức nhiều hơn nữa. Rồi, các bạn nhìn đây là dạng đảo ngữ đặc biệt là mệnh đề if loại 3 đây. Cả cái câu số 7 này thì chúng ta có thể viết lại nó như thế này được này các bạn. Mình viết đúng mệnh đề if luôn. Đây, các bạn nhìn đây nhá. If đưa if luôn, mệnh đề if loại 3 mà. If it had not, it had not been for his help. Đó, .. rồi cả cái mệnh đề phía sau chúng ta viết ra. Đây, cả cái mệnh đề phía sau này. Nhìn đây nhá. Các bạn nhìn thấy đây, mệnh đề if này ở thì gì? Các bạn nhìn thấy thì gì chưa? Thì quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. Had cộng động từ V3 có phụ định đưa not vào.
Mệnh đề if ở quá khứ không thành, các bạn thấy chưa? Thì mệnh đề chính ở would, hoặc là should, hoặc là could, cộng với have, cộng với been. Nhớ chưa? Have với 3, với 3 chứ không phải là been, xin lỗi, với 3. Thì nó là loại 3, loại 1, loại 2, loại 3 như thế nào? Các bạn xem trong kênh của thầy tiếp tục. Ok nha. Loại 3 là loại không có thật trong quá khứ, giả định trong quá khứ đó. Vậy thì nếu không có sự giúp đỡ của ta này thì sao? Tất cả chúng tôi sẽ gặp rắc rối hơn nữa. Thì câu đó nó cũng đồng nghĩa với câu này luôn. Ba câu đều giống nhau luôn. Câu nào chúng ta viết câu nào cũng được. Ok. Rồi, đó là câu số 7. Những chỗ nào khó thì dừng lại hơi lâu một xíu, các bạn thông cảm nha. Có 10 câu mà thời gian tới 10, 16 phút, 17, 18 phút rồi. Các bạn thông cảm. Nhưng không sao, chúng ta học càng nhiều càng tốt. Câu số 8. Không có sinh viên nào trong lớp của tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát bằng cô ta cả. Cô ta nói thật câu này dễ. So sánh bằng. Chúng ta đang dùng câu rút so sánh bằng. Thì chúng ta chuyển thành câu so sánh nhất. The most. Cô ấy nói tiếng Anh lưu loát nhất trong số tất cả học sinh trong lớp của tôi. Ok, chỗ này so sánh bằng so sánh nhất, thầy không nói nhiều nữa. Các bạn hiểu rồi, nhiều dễ rồi. Câu số 9. Cha của tôi bắt đầu đọc cuốn sách đó cách đây 2 tuần. Và bây giờ ông ta vẫn còn đang đọc nó. Đang dùng quá khứ đơn. Quá khứ đơn các bạn thấy chưa? Cách đây này, ở gương này thấy chưa? Cách đây 2 tuần là đã bắt đầu đọc rồi và bây giờ vẫn còn đọc. Thì từ quá khứ đơn này ta biến thành hiện tại hoàn thành này. Bây giờ vẫn còn đọc có nghĩa là còn liên quan đến hiện tại thì dùng hiện tại hoàn thành. Ok, đây số 9 này, hiện tại hoàn thành. Nhưng trong trường hợp này chúng ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn bởi vì chúng ta đang nói về một quá trình. Còn nếu chúng ta nói về kết quả thì chúng ta dùng hiện tại hoàn thành. Còn chúng ta nói về quá trình thì chúng ta nói hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cha của tôi vẫn đang đọc cuốn sách đó trong đã 2 tuần rồi. Có nghĩa là mình muốn chuyển tải một thông điệp là chúng tôi đang nói đến cái quá trình trong 2 tuần này cha tôi đọc liên tục đó. Thì khi đề cập đến quá trình thì phải hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Còn nếu mà nó kết quả cha tôi đọc được 2 tuần rồi thì chúng ta viết hiện tại hoàn thành. Các bạn nhớ như các thầy nha. Cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành nó rất dễ lộn. Bạn nào mà không có vững thì rất là dễ lộn, nhưng mà thầy giảng kỹ rồi các bạn ok liền. Rồi câu số 10. Tôi không muốn bị phản đối, bị chỉ trích. Tôi không muốn bị phản đối, bị chỉ trích bởi những người không có chuyên môn. Những người không có chuyên môn mà đi nhận xét, đi chỉ trích ấy. Cái ngôi sao điện ảnh nói như vậy. Ngôi sao điện ảnh phản đối này. Này, phản đối này các bạn nha. Này là bị chỉ trích, tôi không muốn bị chỉ trích. Thì tôi không muốn bị chỉ trích. Thì xuống này là tôi phản đối. À vâng, anh ngôi sao điện ảnh nhé. Phản đối gì? Đây, object này là phản đối. Thì quá dễ. Đây, câu 10 này các bạn. Phản đối ai như thế nào? Object to. Rồi, cộng với một động từ. Nhưng chỗ này là bị động. Các bạn nhớ nha. Bị động là ngôi sao điện ảnh phản đối cái việc bị chỉ trích. Bị chỉ trích này, bị động này. Chỗ này lẽ ra nếu mà nó không có nếu nó đóng vai trò là động từ là be rồi, nhưng đóng cả cái này đóng vai trò là một cái danh từ, một cái chủ, không phải là chủ từ nữa mà là đóng vai là một cái danh từ. Bị chỉ trích mà, bị chỉ trích thì buộc phải thêm in để nó biến thành cụm danh từ đó, nó đóng chức năng là cụm danh từ các bạn nha. Phản đối cái việc bị chỉ trích bởi những người không có chuyên môn. Ok, đó là tất cả 10 câu của cái bài tập số 4, cái phần số 4 là các bạn nha, là từ câu 31 đến câu 40 đó. Rồi, hẹn các bạn video tiếp theo ở phần số 5 trong chuyên mục 600 câu ngữ pháp của thầy. Sao không phải 600 câu viết lại của thầy. Các bạn mà xem hết 600 câu này xin thưa các bạn tiếng Anh các bạn rất giỏi lên, thầy bảo đảm cho các bạn luôn. Đó là bởi thầy biết mà. Với thầy học tiếng Anh bao nhiêu năm thầy biết. Các bạn luyện nói, luyện viết liên quan đến những cái cách viết như thế là các bạn ok rồi. Rồi, chào các bạn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh nhé.